Với đội tuyển nữ Việt Nam, ngay sau SEA Games 32, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung sẽ bước ngay vào hành trình chuẩn bị cho World Cup 2023 và sau đó là vòng loại thứ hai Olympic Paris, nơi Việt Nam sẽ phải cạnh tranh tấm vé đi tiếp cùng đội bóng hàng đầu châu lục là Nhật Bản. Sáng ngày 18 tháng 5, Liên đoàn bóng đá châu Á AFC đã tổ chức lễ bốc thăm chia bảng vòng loại thứ hai môn bóng đá nữ của Olympic Paris 2024. Tại đây, những lá thăm may rủi đã đưa Huỳnh Như cùng các đồng đội vào bảng C cùng Nhật Bản, Uzbekistan và Ấn Độ. Đây được xem là bảng đấu dễ thở khi Uzbekistan hay Ấn Độ đều là những đội bóng yếu và thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung hoàn toàn có thể đặt mục tiêu giành vị trí nhì bảng có thành tích tốt nhất để có vé đi tiếp. Theo kế hoạch, các trận đấu của bảng C sẽ được diễn ra tại Uzbekistan từ ngày 23 tháng 10 đến mùng 1 tháng 11 năm 2023. Để chuẩn bị cho giải đấu này và trước đó là World Cup 2023, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung sẽ tập trung trở lại từ ngày 22 tháng 5 và có gần 3 tuần hội quân tại Hà Nội trước khi lên đường sang châu Âu tập huấn vào ngày 9 tháng 6 tới đây.